Xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cù Bồng TV Điện Máy Trang Huê. Thì ngày hôm nay em này về kho là một số lượng rất là lớn những mã khoan bê tông hàng ngũ can nghe em nhớ. Đợt này công ty sale giá rẻ sập sàn cho nhà mình luôn, phục vụ hỗ trợ tất cả khách hàng luôn, quan tâm theo dõi ủng hộ công ty trong suốt cái thời gian vừa qua anh em ạ. Thì trước mắt anh em đây là cái mã Hukan K94, sale giá rẻ sập sàn luôn. Hôm nay em về được khoảng chắc là 5-60 con thôi. 5-60 con, chương trình ưu đãi dành riêng cho 5-60 khách hàng đang theo dõi cái video trực tiếp bên em. Rồi, với con Hukan K94 như thế này, sale rẻ sập sàn luôn anh em nhớ. Con này thì bên em đang có chương trình tặng cho anh em là một cái cưa gập. Đang có chương trình tặng cưa gập cho anh em khi các bác mua sản phẩm. Và giá thì đã bao rẻ cho anh em mình luôn. Chỉ với giá là 950.000 là anh em đã sở hữu ngay một cái con máy khoan bê tông hàng công ty, hàng chính hãng, bảo hành 6 tháng. Hộp đựng như thế này anh em nhớ. Có tặng luôn cho anh em là 3 mũi khoan và 2 mũi đục đi kèm. Các bác về anh em có đồ anh em sử dụng được luôn cho em này. Rồi, có một cữ đo độ sâu đi kèm được các bác nhá. Hộp đựng như thế này. Và anh em đi cùng em giới thiệu sơ qua luôn về con máy bê tông Hukan K94 anh em nhá. Trước anh em đây là con bê tông K94. Thì con này có cả cái tay cầm phụ đây. Em gắn vào tay cầm phụ cho anh em xem luôn này. Có cả cái tay cầm phụ như thế này luôn này. Con này thì nó là gạt đảo chiều ở phía cái cò này nên là rất là an toàn. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là cực kỳ bền cho anh em khi sử dụng luôn. Mã này cực kỳ bền luôn anh em nhớ. Chức năng khoan bê tông này, khoan có búa và đục luôn cho em. Khoan bê tông 3 chức năng. Thì con này này, anh em cùng em xem model này. K94 220V, cắm điện lưới 220V 50H và công suất của nó là 1050W nhá. Vòng tua từ 0 đến 1150 vòng 1 phút và lực đập búa là 3,2 J. Thì con này các bác có dùng để khoan tường, khoan bê tông vô tư luôn. Mà giá thanh lì luôn rồi. Ngày hôm nay giá thanh lì cho anh em tặng quà hấp dẫn luôn. 950.000 anh em sở hữu luôn con máy bê tông Hukan hàng công ty. Con này mã rất là còn chỉ còn khoảng là 5-60 con để dành tặng, dành riêng cho 5-60 khách hàng luôn ủng hộ bên em thôi. Rồi, em sẽ cắm thử vô nguồn điện và cho các bác nghe thử tiếng máy luôn con này nhá. Rồi, ok, anh em cùng em xem luôn này. Em đã cắm thử vô nguồn điện và em sẽ cho các bác, anh em nhà mình xem luôn với cái con này luôn. Đó, đây là chức năng này nhé. Và em sẽ chuyển về chức năng khoan. Rồi, khoan có búa này. Và chức năng khoan bê tông cho em này. Ok này. Thay vì dùng 600-700 ngàn đến 800, các bác mua hàng nhái thì anh em cố lên một chút xíu cho em, lên hàng chính hãng và này công ty sale giá rẻ sập sàn luôn. Với con mã máy khoan bê tông K94 chỉ với giá là 950.000. Có tặng luôn là 3 mũi khoan, 2 mũi đục và hộp đựng cho anh em mình luôn. Ngày hôm nay em có chương trình là tặng các bác một cưa gập đa năng. Cưa gập, anh em để cưa xếp, cưa cây, cưa cảnh các kiểu có chốt giữ như này cho em luôn nhá. Chương trình dành cho 53 khách hàng thôi. Tại giá 950.000, bao phí ship cho em luôn. Đó, với con K94 này, Hukan. Thì anh em sẽ cùng em đi test thử cái chức năng của con Hukan K94 này, xem là nó khoan, nó đục có khỏe không các nhá. Giá thì quá là bèo, công ty sale rất là rẻ rồi. Em sẽ test thử chức năng khoan bê tông với con Hukan K94 anh em nhá. Rồi, tỉa ngon luôn. Và em sẽ test thử chức năng đục với con Hukan K94 cho nhà mình xem luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn.
cực kỳ ngon anh em nhà mình nhá. Mà giá thì cao hơn bát mình luôn ạ. Cùng em đi test thử chức năng của con K94 rồi. Khoai mê tông thì cực kỳ là ngọt luôn. Mà giá thì có 950.000 bao phí ship thôi. Nên là anh em nào có nhu cầu về máy khoai mê tông thì nhanh tay. Từ anh em thợ thuyền chinh chiến công trình đến các bác xài gia đình cực kỳ ngon. Còn tiếp lên cho em một số mã của UK này về giá cũng bao rẻ cho tới tay khách hàng nhà em luôn nhá. Đây lên cho em này. Anh em trước mắt anh em đây là mã con Hukan 533. Con này thì em bán cực kỳ nhiều rồi. Bán cực kỳ nhiều tới tay khách hàng luôn rồi. Một bộ sản phẩm con này này. Wow. Con này thì một thân máy, hai pin 10 cell, chân pin là chân pin phổ thông, một sạc bàn, một hộp đựng và có cả tặng luôn các bác là một tay cầm phụ đi kèm luôn. Dòng này thì anh em làm gia đình cũng được và các bác đi làm chinh chiến công trình cũng vô tư luôn cho em nhé. 20 cấp trượt, 3 chức năng này, khoan bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ và búa hỗ trợ anh em khoan tường cho anh em nhé. Hai tốc độ nhanh chậm anh em điều chỉnh chống thân cho em này. Ơi, con này thì tốc chậm của nó từ 0 đến 680 vòng một phút và tốc nhanh là từ 0 đến 1700 vòng một phút luôn cho em nhé. Giá ngày hôm nay tới tay các bác nhà mình chỉ với giá là 1.250.000. 1.250.000 là bên em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Bên em có tặng cho bác luôn là bộ con sâu 21 chi tiết kèm theo hai mức khoan năng 68. Dòng này thì bán cực kỳ nhiều rồi. Hukan 533 13 ly hàng chính hãng của Hukan luôn cho em nhé. Gieo sale giá rẻ luôn. Và tiếp đợt này thì công ty có cải tiến cho anh em. Có cải tiến và có làm mã sản phẩm mới ra cho các bác. Công suất lớn hơn. Dòng hút thổi bụi của Hukan công suất lớn hơn. Các bác cầm con máy cầm nó rất là chắc tay. Cầm con máy nghe nó khác hẳn luôn anh em nhé. Hukan này, công nghệ của Mỹ các bác nhé. Con này thì có hút thổi bụi của Hukan công suất 800W. Có điều chỉnh tốc độ nhanh chậm đời. 6 cấp tốc độ các bác có thể điều chỉnh luôn cho em. Con này lưu lượng gió của nó là 2.8 m³ và vòng tua từ 0 đến 15.000 vòng một phút cho em luôn nhé. Rất là khỏe luôn, vừa hút vừa thổi. Anh em thổi lá, thổi bụi trong cửa hàng hoặc các bác làm ở gia đình, bụi bẩn các kiểu các bác thổi luôn giúp em nhé. Giá tới đây các bác nhà mình chỉ với giá là 490.000 bao phí ship luôn. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán nhé. Hút thổi bụi mà anh em không dòng được dây điện, các bác có thể lên cho em là những hàng pin. Đồ pin thì anh em có sẵn pin rồi. Anh em có sẵn pin anh em lên thân máy cho em. Thân máy hút thổi bụi này. Đây, tiện lợi và rất là khỏe luôn anh em nhé. Các bác có pin rồi thì lên thân máy cho em. Thân máy hút thổi bụi của Hukan này. Thân máy này có cả ống thổi này, một túi lọc cặn cho anh em này. Giá thân máy có 600.000 thôi. Còn anh em chưa có thân máy em bán hỗ trợ luôn. Một thân máy như thế này này, một pin 10 cell, một sạc, một túi lọc cặn thế này cho anh em này. Nó khỏe lắm anh em ạ, nó khỏe lắm luôn. Cả bộ thế này thì giá là 900.000, còn thân máy thì giá 600 cho em. Bao phí vận chuyển toàn quốc cho bác như mình luôn. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng thoải mái cho em trước thanh toán nhé. Cực kỳ là nhiều các mã sản phẩm. Rồi tiếp này, tiếp lên cho em này, cái Hukan đợt này cải tiến ghê luôn. Cải tiến nhiều ghê luôn, có đây, wow. Lên cho em cái thân máy này. Thân máy Z1200 của Hukan. Thân máy đầu kẹp 13 ly, lực xiết 95 N. Anh em nào mà thợ đi chinh chiến công trình, các bác muốn khoan rút lõi, khoan vô tư. Muốn khoan rút lõi thì khoan thoải mái vô tư luôn cho em này. Với con Hukan Z1200. Ok thì em sẽ cho cái lên em cho anh em xem luôn nhà mình luôn. Là với con này nó sẽ như thế nào các bác nhá. Đấy, trước mắt anh em đây là con Z1200. Là thân máy nên là anh em nào có pin rồi anh em lấy thân máy cho em. Có pin rồi anh em lấy thân máy. Nó xài chân pin phổ thông thế này giúp em nhá. Cầm máy nó chắc tay lắm. Đầu là đầu CI lock, đầu kẹp 13 ly auto lock khóa cứng trục cho em. Có tặng luôn anh em một cái tay cầm phụ thế này. Hai tốc độ nhanh chậm điều chỉnh trên thân này. 20 cấp trượt, 3 chức năng cho em nhé. Con này tốc chậm của nó từ 0 đến 760 vòng một phút.
tốc nhanh từ 0 đến 1.700 vòng một phút cho em. Motor từ không chổi than rồi, có cả nước gài máy như thế này luôn, thân máy cho em. Thân máy cho em các bác nhá. Giá tới tay nghề mình là 900.000. 900.000 là bao phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhận hàng và kiểm tra cho em trước khi thanh toán anh em nhé. Ngoài ra này, ngoài ra thì hôm ra nó còn một số mã giá cũng rất là hời luôn cho anh em nhé. Từ anh em làm gia đình đến các bác đi chinh chiến công trình này. Đây thì lên cho em cái con này, con dùng gia đình này, con dùng gia đình hoặc là dùng cho anh em thợ điện tử, thợ đồ điện dân dụng làm gia đình. Hũ can F5 cho em, hũ can F5. Con này thì là đầu kẹp 10 ly, con 12V, một thân máy này, hai pin 12V, một sạc và một hộp đựng. Rất hiếm khi có con 12V mà người ta bảo hành lâu, con này bảo hành 6 tháng cho anh em mình luôn. Đấy, các bác mua ngoài thị trường những con hàng rẻ thì pin hay bị hư. Đây, pin của công ty thì anh em đảm bảo xài yên tâm rồi. Con này 25 cấp trượt và hai chức năng cho em nhớ, khoan bắn vít và khoan sắc khoan gỗ này. Hai cấp tốc độ nhanh chậm, logo hũ can dập nổ. Hũ can F5 anh em làm đồ điện tử, đồ điện dân dụng cho em con này. Giá là 580.000. Bao phí vận chuyển toàn quốc này. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng thoải mái cho em này. Còn tiếp lên cho em này, tiếp lên cho em là một mã công ty đang xả rẻ luôn. Một mã công ty đang bán cực kỳ là rẻ cho anh em nhà mình, khách hàng quan tâm theo dõi kênh, khách hàng quan tâm theo dõi thương hiệu. Đây, một mã hũ can máy khoan điện của hũ can khoan điện đầu kẹp 13 ly. Con này thì công ty đang sale rẻ sập sàn cho anh em luôn. Giá số lượng cũng còn ít, giá thì cũng rất là rẻ rồi. Con này có điều chỉnh tốc độ nhanh chậm này, gạt đảo chiều anh em nhớ. Đầu 13 ly cho em, khoan sắt khoan gỗ bắn vít bắn tôn và có chức năng búa để hỗ trợ anh em khoan tường này. Công suất của nó là 750W, mã HKID750. Con này vòng tua là 0 đến 2.800 vòng một phút cho em nhớ. Giá tới tay các bác nhà mình là 470.000. Bao phí vận chuyển toàn quốc này. Đây, có cả cữ đo độ sâu và một đôi chổi than đi kèm. Hàng công ty bảo hành 6 tháng cho anh em luôn nhớ. 470.000 này. Tiếp lên cho em một số mã này. Đây, lên tiếp cho em một số mã của hũ can này. Con này cải tiến mới đấy. Đây, lên tiếp cho em này. Lên cho em này. Wow, con này cải tiến mới tốc cực kỳ là nhanh luôn này. Đây này, cải tiến mới tốc cực kỳ là nhanh luôn. Hũ can 4 xe. Hũ can 4 xe cho em anh em nhé. Đầu kẹp 13 ly, đầu lốc có khóa cứng trục luôn này. Anh em làm trần vách thạch cao, tủ nhựa nhôm kính lên cho em con này. Con này thì dòng động cơ không chổi than rồi. Máy nhỏ gọn mà động cơ không chổi than, cực kỳ là khỏe, nhỏ gọn và tiết kiệm pin cho anh em luôn này. Đế là đế sạc bằng đế sạc cốc luôn anh em nhớ. Có 21 bộ phụ kiện, 21 chi tiết như trên hình luôn này. Giá sale 750.000 cho em. 750.000 là em bao phí vận chuyển. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán này. Rồi, cực kỳ là ngon luôn các bác nhớ. Tiếp lên này, một số mã là này, hút can nó mới về nhiều lắm. Rất là nhiều mã luôn. Đây, lên tiếp cho em này. Wow, thân máy bê tông pin, thân bê tông pin của hũ can này. Điều kiện bảo hành 6 tháng cho anh em rồi. Lần này nó cảm làm cái hộp đựng thế này luôn cho bác này, bê tông pin này. Khoan bê tông, khoan có búa có đục này. Con này con Z3 Pro này. Bán cực kỳ nhiều với mã này rồi, để em lắp thử cục pin cho anh em mình xem luôn. Ơi, lắp thử cục pin tới tay các bác nhà mình luôn nhá. Anh em mà chơi hàng điện là các bác sử dụng hàng pin là bao sướng luôn. Làm trên cao, làm trên mái, các bác làm gọi là mọi ngóc ngách luôn cho em mọi công trình. Mà thường thường là em thấy các bác gọi là anh em thợ thuyền bảo là hàng điện, hàng pin dùng nó sướng, nó phê hơn hàng điện nhiều. Lên cho em thân máy. Các bác đã có những cục pin chân phổ thông rồi thì lên thân máy cho em, tiết kiệm được chi phí giá thành. Mà nó đa di đang tiện dụng cho anh em, đi đâu các bác có thể mang vác vào luôn cho em nhớ. Giá thân máy con bê tông pin của hũ can 1.300.000, bao phí vận chuyển toàn quốc này. Tiếp lên cho em này, tiếp lên cho em đợt này, lại lên tiếp cho em là cái rồi con này lại về tiếp này, về tiếp luôn cho em là cái thân máy mài. Thân máy mài của hũ can đợt này cũng làm gọi là hộp các kiểu luôn cho em này. Rồi
dàn hộp đựng rất là gọi là ngon, xịn sò luôn này. Nhà em thì thường em sẽ bóc tối này để kiểm tra test, gọi là kiểm tra hàng trước khi gửi cho anh em này. Đây anh em nhé, chắc chắn lắm. Rồi, lên cho em cái máy mài, thân máy mài của Hukan. Bảo hành 6 tháng luôn anh em ơi. Có đầy đủ dụng cụ chắn, tay mở này. Và cái tay cầm phụ cho anh em đi kèm luôn. Nó là xài chân pin phổ thông, anh em cứ có cục pin phổ thông các bác xài luôn cho em. Cứ có cục pin phổ thông là anh em xài vô tư luôn cho em. Thân máy mài của Hukan, xài chân phổ thông cho em nhé. Đây các bác ơi, khỏe chưa? Nghe tiếng máy vừa khỏe và vừa êm. Tốc chậm nhé này, tốc thứ 2, tốc thứ 3 3 cấp độ anh em điều chỉnh trên thân cho em. Đợt này về gọi là sale rẻ luôn cho em. Ngày hôm nay sale nốt cho bác 850.000, bao phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhận hàng và kiểm tra hàng cho em trước thanh toán này. Thân máy mài, đấy, thân máy bê tông. Rồi là rất là nhiều những cái thân máy thiết này. Mã thân máy em bán cực kỳ là nhiều trong suốt thời gian vừa qua rồi vẫn tiếp tục bán cho anh em. Giá rẻ, giá rẻ của bèo, giá quá là bèo bò rồi. Cực kỳ là bèo luôn với con thân máy. Thân máy 3 chức năng đầu kẹp 10 ly có khóa cứng trục cho em. Với con thân con Hukan S88 cho em. Thân máy thế này giá có 700 ngàn thôi. Miễn phí ship luôn anh em nhớ. Anh em nhận hàng anh em được kiểm tra hàng thoải mái trước khi toán này. Còn anh em muốn nó khỏe hơn một chút này, các bác gọi là muốn dùng bu lông tiếp này, từ này tiếp về một số mã bu lông nữa, giá thì cũng bao rẻ cho anh em mình luôn. Các bác là từ anh em làm chinh chiến công thuyền, anh em thợ thuyền này. Đây, lên cho em lần này con này. Em không biết là cái mã nào này, có hộp đẹp lắm luôn. Con này có hộp đẹp dã man luôn. Nhìn khui lên cho anh em mình xem luôn này. Rồi này, con này như còn. Đây, con này còn chưa lên video luôn anh em ạ. Con này còn chưa lên video luôn. Nguyên một con máy như thế này. Con máy này là con Hukan F90. Anh em nghe tiếng máy này. Anh em nào mà các bác đi làm xe ô tô, anh em nào mà làm máy cầy, máy nổ, máy gọi là các bác làm những con máy lớn ấy, ốc lớn ấy, anh em lên trong con này. Hukan F90, con này lực xiết của nó là 600 newton. Lực xiết là 600 newton anh em nhớ. Một bộ sản phẩm như thế này, hộp thì bao xịn sò rồi. Một thân máy, 2 pin 10 cell, một sạc bàn, một hộp đựng, một khẩu 22, một cái tuýp mỡ cho anh em đi kèm này. Rồi, sạc thì cực kỳ là ngon, bao xịn sò cho anh em nhà mình luôn. Cái hộp đựng, nhìn cái hộp đã đủ chất rồi. Có làm luôn cả cái gọi là cái móc chìa khóa cho anh em đi kèm luôn. Đấy, có máy, có móc luôn này. Giá con này sale cho anh em 2 triệu mốt. 2 triệu mốt bao phí vận chuyển. Có tặng anh em đầu chuyển vít, đầu chuyển khoan. Anh em nào mà muốn thay sang khoan, bác dùng khoan cũng được, nó ra di năng luôn nhá. Còn anh em con này là con bu lông đầu đặc, có lực xiết lớn nên là phục vụ anh em, sẽ phục vụ anh em mà chuyên mở ốc, xiết ốc những con lớn luôn cho em này. Đấy, 2 triệu mốt cho em. Pin thì có đèn báo pin luôn rồi, hộp đựng có hai nấc như thế này. Xịn sò, vừa cầm ngang vừa xách dọc được luôn cho em các bác nhá. Còn tiếp này, con này còn một vài con nữa là hết này. Con này là này đang sale, đang sale nên là khách đặt quá trời luôn. Đợt này đang sale khách đặt quá trời luôn. Với con khoan bê tông 3 chức năng của Hukan, con bê tông K. Đây lên cho em con Hukan 2603, màu vàng là màu truyền thống, màu chủ đạo rồi. Con này thực ra là đợt này đang sale gọi là khách đặt quá trời luôn, bởi vì công ty sale dã man con mã này. Giá là 1.150.000. Tặng anh em luôn 3 mũi khoan, 2 mũi đục, 1 đôi than đi kèm. Hộp đựng như thế này bảo hành cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc luôn nhá. Và con này đợt này đang có chương trình là tặng cho anh em là một cái cưa gập là cái thứ nhất, và thứ hai là tặng anh em là một cái đầu chuyển khoan, chuyển từ khoan bê tông 13 ly sang khoan đầu gài cho em, chuyển từ khoan đầu gài sang khoan 13 ly cho em. Giá sale rẻ 1.150.000, chắc còn khoảng vài con thôi anh em ạ. Sale rẻ sập sàn luôn. Em lên cho em một số mã này. Đây, ngày hôm nay mới về bên em
mới về bên em cái mã thân máy nghe nhá. Thân máy khoan 3 chức năng anh em ơi. Hàng mới 100% mới về đây. Công ty sale sập sàn cho anh em mình luôn. Nói chung là công ty sẽ đưa ra một cái mã để phục vụ các bác, gọi là tri ân với tất cả anh em nhà mình luôn quan tâm ủng hộ công ty trong nhiều thời gian qua. Đấy, lên cho em cái mã thân máy khoan đầu kẹp 13 ly anh em nhá. Hàng mới. Đấy, mới 100% rồi mà giá thì quá là rẻ anh em, tội gì mua những hàng cũ làm chi cho mệt. Lên cho em thân máy khoan đầu kẹp 13 ly của Khu Can. Con này mã là HK522CT. HK522CT mà anh em lên cho em. Còn mã máy thân máy 13 ly giá rẻ. Giá thanh lý luôn này, giá là giá thanh lý luôn anh em ơi. Ơi lên cho em này. Bằng 2 xíu thôi em. Bây giờ của nó lên đến là 60 Newton anh em nhớ. Mô men xoắn 60 Newton. Tốc chậm là 400 vòng một phút và tốc nhanh là 1450 vòng. Mà giá thì rất là rẻ luôn em ạ. Giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Đầu kẹp 13 ly, 20 cấp trượt 3 chức năng. Anh em khoan sắt, khoan gỗ, bắn vít, bắn tôn và búa hỗ trợ anh em khoan tường. 2 cấp tốc độ nhanh chậm anh em điều chỉnh trên thân cho em. Rồi. Anh em có thể điều chỉnh gạt, điều chỉnh 1, 2 cho em này. Điều chỉnh trên thân này cho em này. Con này thì động cơ có than, motor 775 anh em nhé. Motor 775 cho nhà mình mà giá ngày hôm nay sale rẻ luôn. Một mã bán không lợi nhuận cho nhà mình luôn nhé. 440 ngàn cho em. 440 ngàn là anh em sở hữu luôn cho em cái thân đầu kẹp 13 ly. Thân mời luôn anh em nhé. Mã là HK522CT cho em. Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em mình luôn này. Tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em cái mã máy bu lông. Mã xít bu lông, xít ốc cho em. Bu lông đầu rỗng là 330 Newton. Thực sự ra thì anh em làm thợ thuyền chinh chiến công trình, các bác đã có dư pin rất là nhiều rồi. Anh em lấy thân máy cho em, lấy thân máy cho tiết kiệm chi phí giá thành. Lên cho em thân bu lông đầu rỗng Hu Can X4 cho em nhá. X4 cho em. Con này thì có, đây anh em giúp em này, xem giúp em này. Bu lông đầu rỗng có 2 tốc độ nhanh chậm anh em điều chỉnh trên thân cho em. Tốc chậm là 0 đến 1260 vòng, nhanh là 2700 vòng cho em nhá. Con này thì anh em vừa xiết ốc vừa vít tôn, nó rất là tiện lợi và đa di năng luôn. Tiện lợi và đa di năng này anh em làm thoải mái cho em luôn. Đấy, giá ngày hôm nay quá bèo mà chương trình lại tặng quà luôn với con này luôn các bác nhá. Thân máy Hu Can X4 và rộp. Bình thường các bác mua những cái mã hàng rẻ, hàng nhái nó cũng phải vào 500. Rồi, ngày hôm nay lên cho em thân X4 590 ngàn. Tặng luôn cho em cái cỏ. Tặng luôn cho em cái cỏ điều tốc cho em nhớ. Số lượng thì không có nhiều đâu. Chương trình quà tặng của con này thì không có nhiều. Đấy, cỏ thì như còn khoảng là 50 con dành cho con này để tặng khách hàng cho nhà mình luôn này. Thân máy 590 ngàn cho em, bao phí vận chuyển toàn quốc này. Ngày hôm nay em để về được một số cái bộ khẩu 12 chi tiết có cần tự động cho mình luôn nhá. Bộ khẩu 12 chi tiết này, đây em cho các bác nhà mình xem luôn. Đây anh em ơi. Ui chà. Lên luôn cho em này. Bộ khẩu 12 chi tiết cần tự động. Khẩu này nó đầu 1/2 cho em nhá. Đầu là đầu 1/2 cho em. Có cần như thế này luôn này, cần này, tự động này. Tay nối dài và 10 khẩu, khẩu từ 8 cho đến là 24 cho em. Toàn bộ đều là đầu 1/2. Anh em có thể lắp vào máy bu lông, các bác dùng các bác vặn ốc được này, hoặc anh em có thể các bác vặn bình thường, rất tiện lợi luôn. Đầu 1/2 là đầu thông dụng nhất hiện tại rồi. Đấy. Giá sale rẻ luôn 200 ngàn. 200 ngàn là bên em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán này. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Đây. Riêng con này này. Con Hu Can X1 IMP. Về số lượng, nói chung là về mã mới. Mã mới thì thứ nhất, công ty sẽ cải tiến về chất lượng, nâng cao chất lượng cho nhà mình luôn này. Đem đến những cái gì tốt nhất, hàng mới, công nghệ mới nhất, đem đến những gì tốt nhất cho khách hàng. Đây anh em nhìn rồi này. Nhìn ngoài có thể biết được cái gọi là hình thức bên ngoài con này. Đây lên luôn cho em anh em ơi. Hu Can X1 IMP, mã mới nhất hiện nay.
mã mới nhất của con này luôn này. Rồi, dòng này thì cái thân máy chống va đập cho anh em nhé. Thân máy chống va đập cho anh em nhà mình luôn này. Con này thì con này anh em nào mà có pin rồi lấy thân máy cho em. Thân máy giá sale 600 ngàn bao phí ship cho em nhé. Bu lông đổ rỗng vừa siết ốc vừa vít tôn luôn cho em này. Đặc biệt anh em nào mà chưa có gì cả, lấy nguyên một bộ cho em, làm gia đình vô tư, làm công trình thoải mái. Chương trình ngày hôm nay thực ra thì đang mưa gió bão bùng, tặng luôn cho anh em nhà mình là một bộ khẩu 12 chi tiết. Rồi, con này em đang có chương trình tặng anh em là bộ khẩu 12 món hoặc khẩu 10 món. Thì anh em mà thích bộ khẩu nào các bác báo nhân viên bên em. Nó là bộ lông đầu rỗng này, một bộ sẽ là một thân máy này. Hai pin, một pin 10 cell, một pin 15 cell và chân pin là chân pin phổ thông. Con này thì sạc bàn cho anh em này, một khẩu 22 đi kèm, dây đeo cho các bác nhà mình luôn này. Giá thì rất là rẻ luôn, ngày hôm nay sale rẻ luôn nhá. Con Hukan X1 IMP 1.500.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Về thứ nhất các bác có máy sử dụng, cái thứ hai anh em có khẩu các bác dùng luôn. Mà con này lực siết của nó là 350 Newton, tốc chậm từ 0 đến 1.000 vòng, tốc nhanh từ 0 đến 2.500 vòng cho em nhé. Miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn. Anh em nhận hàng em kiểm tra thoải mái cho em, chút tính toán này. Đấy, hôm nay chơi lớn với mã này luôn, chơi lớn với mã này luôn anh em nhớ. Thực ra những mã nào em làm chương trình sâu, đa số là toàn những mã bán chạy. Mã bán chạy mà khách hàng đã biết đến chất lượng của con này rồi, cực kỳ là ngon luôn. Tiếp lên anh em này, tiếp anh em lên cho em, lên cho em khò ga hoặc là khò hai lòng cho em nhớ. Khò hai lòng cho em. Anh em mà các bác làm hàn, các bác làm thợ điện lạnh này, hoặc là anh em đi các bác gọi là khò nấu ăn, anh em khò gọi là khò lông gà, lông chó, lông vịt, rất là tiện lợi. Hoặc là đây, anh em hàn đồng đồng, tiện lợi quá luôn các bác ơi. Điều chỉnh đây, có đúng điều chỉnh luôn đây. Con này thì em về số lượng nhiều, rồi giá về số lượng nhiều để giá rẻ tới tay anh em mình luôn. Bình thường các bác mua những cái khò một lòng các mua khoảng 70-80. Ơi, lên cho em khò hai lòng khỏe hơn, ra lửa to hơn cho em. Mà giá có 100 ngàn thôi. Giá có 100 ngàn thôi anh em ơi. Giá có 100 ngàn, tiện lợi cho các bác mình luôn này. Anh em về các bác xài thoải mái luôn anh em ơi. Đây, về khoảng được về ngày hôm nay sale rẻ luôn. Như thế này, có 100 ngàn tới tay các bác nhà mình thôi anh em ạ. Anh em lên cho em những thân cắt cỏ. Lên cho em thân cắt cỏ cho em các bác nhá. Thân cắt cỏ này, chân pin xài ra chân pin phổ thông. Đây, nguyên một hộp đựng của nó đây. Nguyên một hộp đựng của nó đây anh em ơi. Để xem phụ kiện nó những cái gì này. Đây này, nguyên hộp đựng này, thân cắt cỏ này đây về. Sau một thời gian khoảng hơn một tháng trời, khoảng hơn tháng trời hết hàng luôn á. Tuần này mới về được hàng anh em ạ. Rồi, các sếp ơi, có tay cầm này các bác ạ. Những cái dụng cụ để chắn vào lưỡi này, chắn lưỡi này. Tặng anh em sạc luôn. Đấy, thân máy cắt cỏ mà tặng sạc luôn. Đặc biệt thì ôi, tuần này còn có cả một cái túi để các bác đựng những cái phụ kiện này, tiện quá, đựng các cái lưỡi này. Ai ủa, sắc quá. Đầu tiên này, tặng cho anh em là 5 lưỡi cắt nhựa. Cắt nhựa thì các bác có thể là cắt cỏ non. Đấy, cắt cỏ non cho em này, tiện lời. Cái thứ hai này, một lưỡi cưa thép. Cưa thép các bác cắt cành cây to, cắt trên cao, cắt cành cây to cho em rất là tiện lợi. Và cái thứ hai này, tặng anh em là hai lưỡi dao thép. Hai lưỡi dao thép các bác cắt những cành bụi nhỏ cho em, tiện lợi luôn. Đó, tặng luôn anh em là 5 lưỡi cưa đi kèm luôn, thân máy cắt cỏ. Sử dụng chân pin phổ thông, ngày hôm nay sale giá rẻ luôn. 500 ngàn cho em nhé, 500 ngàn bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Nhận hàng anh em kiểm tra hàng cho em trước khi toán này. Anh em có thể kết hợp với những cái chân phổ thông ở nhà anh em sử dụng này. Đấy, có pin rồi kết hợp một chân phổ thông cho em. Hoặc là đặc biệt ngày hôm nay em cũng về thêm được cái mã pin 6A, pin 15 cell 6A, chân pin là chân pin phổ thông cho em qua nhá. Anh em lưu ý giúp em, các bác rất là nhiều đơn vị họ bán những cái pin 15 cell như thế này. Thực ra thì em bán con này em cả vài nghìn cục rồi. Anh em dùng thì không phải lăn tăn vấn đề này luôn. Chân pin phổ thông luôn này. Đấy, chân pin 4 phân luôn. Ở ngoài có cái Navara 666 này 2000. 2000 có nghĩa là một cell pin nhỏ là 2000 mAh. Và cell pin xanh cho em nhé, cell xanh cho em. Con này thì cực kỳ là ngon rồi. Anh em muốn dùng máy mài, máy cắt, máy khoan, máy tông không bị ngắt mạch, các bác chuyển cho em cục pin này.
Đấy, thân máy cắt cỏ, rồi thân máy khoan, thân bê tông, thân đục, rồi là thân, nói chung là tất tần tật cho em, chân phổ thông cho em này. Hoặc các bác muốn dùng cái thân chuyên vít 13 ly mà muốn dung lượng nó lên gấp 2, gấp 3 lần lên cho em của pin này. Pin 15 cell, pin 6A cho em quá nhá. Navara chân pin phổ thông, chân pin 4 phân cho em. Giá thì ngày hôm nay về sale khá là rẻ này, 450.000. 450.000 là bên em bao phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhớ lưu ý giúp em, bởi vì là những cái mã này thì họ bán là 5A, thì họ bán 5A thì là 400, thì 5A em đang hết hàng rồi. Em lên 6A cho anh em. Đấy, 450. Không phải lăn tan luôn, cái mã này rất là ngon rồi. Các bác mua kết hợp với cái thân máy kia thì cực kỳ là ngon luôn anh em ạ. Tiếp này anh em lên cho em này. Anh em lên cho em đi kìm cắt đa năng. Lên cho em kìm cắt đa năng này. Ơi, con này thì kìm cắt đa năng em có thể là bắn cốt, à xin lỗi. Các bác có thể là dùng để kìm bằng hoặc là kìm điện này, kìm cắt ở đây này. Rồi, kìm cắt đây luôn này. Và anh em có thể lên cho em là cái kìm bấm cốt. Rồi, tiện lợi luôn. Và là kìm tuốt dây đa năng, gọi là đa năng 4 năm trong 1 luôn này. Giá thì quá là bèo luôn anh em ơi. Giá tới đây anh em nhà mình chỉ với giá là 180.000, em bao phí ship nhá. Bình thường các bác mua khoảng 200 hơn hạn, khoảng 220 đến 250. Ngày hôm nay bán cho anh em là 180.000, bao phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán này. Rồi lên cho em cái combo thân quạt thân đèn. Combo thân quạt thân đèn. Đợt này một số đơn vị họ về các cái mã đèn rẻ, họ bán, trời ơi họ bán rẻ. Đèn rẻ bóng bóng lép, các bác yên tâm luôn là không bao giờ bằng ở nhà em được. Không bao giờ bằng luôn. Đấy, một số đơn vị họ làm bóng cực kỳ là kém. Còn anh em nào mà đã sử dụng cái đèn bên em, các bác biết chất lượng như nào rồi. Sáng gọi là sáng bao phê luôn anh em mình luôn nhá. Cực kỳ là sáng luôn. Anh em làm đồng làm đêm con này thì quá là chất lượng luôn. Còn anh em làm trong trời buổi tối không dòng được dây điện, lên cho em cái đèn led như thế này. Thực ra bởi vì là rất là nhiều đơn vị họ làm về sau, họ làm cái nhà máy kém chất lượng hơn. Đấy, họ bán rẻ hơn. Mọi người nhìn các bác cứ tưởng là nó giống nhau như nhau. Không có đâu anh em ạ, không có đâu. Chứ không phải là đơn vị này bán như này, đơn vị kia bán như kia. Họ làm kém chất lượng, khó bán thì họ bán một bán tống bán tháo. Đấy, đây lên cho em này. Đèn led thì siêu sáng luôn. Đèn led thì siêu sáng luôn anh em ạ. Đấy, 16 bóng led siêu sáng như thế này. Mà giá thì chỉ có 180.000. 180.000 em bao phí vận chuyển. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán nhé. 180.000 cho em. Đây, hoặc là thân quạt. Thân quạt cho anh em ơi, thân quạt. Con này thì kích thước của nó là 8 inch. Anh em nào đã mua thân quạt nhà em thì biết về chất lượng rồi. Bởi vì là cái này kích thước của thân quạt thì có hai loại kích thước không. Nhưng em chỉ bán có mỗi mã là 8 inch thôi. 8 inch thì giá là 280.000, bao phí ship cho anh em mình luôn nhá. Đường kính của cánh quạt là 19-20 phân. Đường kính bao lồng ngoài là 22-23 phân cho em. Thân quạt này 250.000, bao phí ship. Đặc biệt anh em mua combo một thân quạt, một thân đèn, em tính các bác là 400.000. Đấy, bình thường là 430, tính luôn anh em là 400.000, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Anh em nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nhé. Đây, cái gì nhở, cái túi đeo hông. Túi đeo hông cho anh em làm trên cao. Anh em làm thợ điện lạnh, rất tiện luôn. Giá 180.000. Các bác đựng mũi vít, mũi tôn này. Các bác đựng máy khoan, các bác đựng kìm kẹp, vô vít các kiểu. 180, à xin lỗi anh em nhé. 150.000. 150.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn này. Đây, cái bút thử điện đa năng thông minh. Con này của kiểu Fuqua F0 là 9165A. Hàng Nhật luôn anh em nhớ, hàng Nhật luôn. Đo được dòng điện AC, dòng điện DC, đo thông mạch các kiểu. Giá 130.000, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn này. Anh em nhận hàng kiểm tra cho em trước thanh toán này. Rồi anh em lên cho em này. Lên cho em thân máy mài. Thân máy mài. Rồi, hàng có bóp. Thực sự ra là các bác cứ nhìn tinh là biết chất lượng hoặc là biết cái mẫu mã của từng bên. Rồi, một số đơn vị họ làm được hàng trơn thẳng. Nhà em này, hàng gân gân như thế này. Công tắc bóp cò, lưỡi là lưỡi một tấc. Motor brushless không chổi than rồi các bác ơi. Chân pin phổ thông luôn này. Đây, nghe giúp em tiếng máy này.
con các bác. Rất là ngon, tay to tay nhỏ xài được hết cho em. 3 cấp tốc độ anh em điều chỉnh trên thân này. Lưỡi là lưỡi một tấc, motor đồng 100%. Giá thân máy có 450.000. Là em có tặng các bác là dụng cụ chắn này, tay mở và tay cầm phụ luôn. Đầy đủ phụ kiện cho anh em, 450.000 anh em nhớ. Còn anh em nào mà chưa có thân máy, anh em nào mà chưa có pin, lấy nguyên cả bộ cho em. Lấy nguyên cả bộ cho em. Thực sự ra thì anh em nào mà đã làm bên em, mua hàng bên em biết rồi nhé, em sẽ thiên về hàng chất lượng, thiên chất lượng tới tay có mình. Nên là những cái sản phẩm em chọn lọc rất là kỹ để em bán cho các bác này. Rồi, các bác chưa có pin lấy nguyên bộ cho em. Nguyên bộ là một thân máy này, 2 pin 10 cell, pin 10 cell 4A anh em nhớ. 1 cell pin là 2.000 mAh. Cục này bình thường bán lẻ là 350 rồi. Đấy, 350, 700, 700 với 450 nữa còn sạc nữa. Thì tính ra phải còn 1.2-1.3 luôn. Combo luôn này, combo một bộ thế này. Một thân máy này, 2 pin 4A dòng xả cao, một sạc, một hộp đựng phụ kiện này luôn. Chương trình ngày hôm nay em tặng luôn cho anh em là một cái đĩa xích tròn để các bác hoặc là các bác gắn vào máy mài để thành phay phá gỗ đa năng, chỉ giá là 70.000. Đấy. Thì giá con này cả bộ 1.1 triệu cho em. 1.1 triệu bên em bao phí vận chuyển luôn. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra thoải mái cho em nhớ. 1.1 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc luôn các bác ạ. Nhận hàng anh em kiểm tra thoải mái này. Rồi lên cho em này. Anh em lên cho em những cái túi đựng đồ nghề anh em nhớ. Bên em có túi xe chung, xe đại thì em rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay thì em lên cho anh em túi hộp vuông luôn này. Túi hộp vuông, đấy, dài 44, rộng hình như 25 phải. Cao thì là 30 phân cho em luôn này các bác ơi. Hộp vuông thế này sẽ rất là vuông vắn khi anh em cầm đồ đi này. Có nhìn không? Nó đựng khá là nhiều đồ luôn này. Đựng rất là nhiều đồ luôn. Logo thì có thể là Panasonic, có thể là Daikin anh em nhớ. Đây, khóa đồng 100%. Vải bố dày dặn nhất luôn cho em. Mà giá chỉ với giá là 300.000. 300.000 bên em bao phí vận chuyển luôn. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra cho em trước thanh toán này. Gỗ của Đích Tông. Cứ gỗ Đích Tông lưỡi 1 tấc 85 cho em. Mã là DK185. Con này thì cắt được góc nghiêng 45 độ. Công suất của nó là 1.500W. Vòng tua là 6.000 vòng 1 phút. Và có lưỡi cưa đi kèm luôn. Máy cưa gỗ Đích Tông, giá từ đây nghe nhà mình 890.000 cho em. 890.000 cho em. Ngon, chất lượng. Em bán thì rất là nhiều ra ngoài thị trường khách hàng luôn rồi. Đây này, còn tiếp lên cho em một mã Đích Tông. Một mã Đích Tông con khoan thân máy anh em nhé. Thân máy như thế này có tặng các bác là tay cầm phụ đi kèm và một nấc gài máy. Anh em nào làm điện lạnh chuyên đi giúp lõi điều hòa chuyển cho em con này, đảm bảo là bao sớm luôn. Các bác cứ lắp với cục pin chân pin phổ thông là ok này. Đó. Rất là khỏe luôn. Thân máy đầu kẹp 13 ly của Đích Tông, mô men xoắn cực đại lên đến là 120 newton cho em luôn. 3 chức năng, khoan bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ và búa cho em. 2 cấp tốc độ nhanh chậm, tốc chậm là đâu nhỉ? Tốc chậm là 500 vòng, 550 vòng. Tốc nhanh là 2.000 vòng 1 phút cho em. Mà giá thì bao rẻ luôn, 1.550.000 thân máy này. Xài bao công trình chiến các bác xài vô tư rút lõi thoải mái cho em nhé. Mà đặc biệt anh em mua thân máy cộng pin của Đích Tông tặng sạc luôn. Chương trình còn có 1-2 ngày là hết luôn này. Rồi con này, nói chung là anh em nào mà làm điện lạnh tiện lợi lắm luôn, thực sự luôn đấy ạ. Đấy, con lượng ship của nó lên đến là 120 newton luôn các bác ạ. Và tiếp lên này, anh em lên cho em này. Rồi, con mã laser của Hukan siêu rẻ rồi. Con này thì thực ra là bán cực kỳ chạy luôn anh em ạ. Làm gì có con máy nào mà hai pin bóng led siêu sáng mà giá có chưa đến 1 triệu. Thì chỉ có con mã này thôi các bác ơi. Chỉ có con mã này thôi. Lên cho em con Hukan, con này là Hukan T88, T88 cho em. Có màu xám cả màu đen, con này đang đây là màu đen. Đây, con này là màu đen cho em luôn này. Rồi, anh em nhìn giúp em này. Nhìn giúp em này. Rất là sáng luôn, điều chỉnh tia ngang, tia dọc cho các bác nhà mình luôn. Điều chỉnh cảm ứng như này luôn anh em nhé. Thân máy, con này thì một bộ sẽ là gồm là một thân máy như này này. Một thân máy bóng led siêu sáng rồi. Hai pin của Hukan này, hai pin này, túi đựng này. Rồi,
Có luôn các bác, là một cái kính đeo. Ui, kính con này xịn sò quá, đợt này làm kính xịn sò lắm luôn. Kính đeo sạc như thế này luôn, tối đựng thế này. Đặc biệt là có tặng luôn các bác là một gậy tripod. Tặng luôn anh em một gậy tripod. Giá rẻ ngày hôm nay 950 ngàn, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Anh em nhận hàng kiểm tra cho em này. Tiếp lên cho em là cái con laser, laser 12 tia, laser 12 tia của Akuza, 12 tia siêu sáng mà giá ngày hôm nay cũng siêu rẻ luôn. Đây anh em ơi, hai pin của Akuza này, một đốc sạc. Một đốc sạc các bác có thể lắp pin tiểu vào để các bác xài, các bác sử dụng luôn này. Đây anh em ơi. Ok này. Đây, anh em có thể nhìn giúp em. Ok, nhìn tia cho em nhé, các bác nhìn giúp em tia này. Đấy, rất là sáng các bạn. 12 tia xanh, siêu sáng luôn chứ. Rồi, mà giá ngày hôm nay thì bao rẻ cho anh em nhà mình luôn. Đầy đủ phụ kiện từ những cái đế cho anh em này, những cái dụng cụ để treo này, sạc này, mà giá ngày hôm nay thanh lì luôn 1.150.000, bao phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng cho em này, rung lát nền. Rồi ngày hôm nay lại về tiếp được cái mã rung lát nền. Rung lát nền cho anh em thợ xây dựng, các bác đi làm thợ xây dựng anh em con làm con này thì quá chuẩn luôn rồi. Rồi rung lát nền các bác ơi, pin là pin 4 cell anh em nhé. Sạc này, đây này, điều chỉnh tốc độ này, 1 này, 2 này, 3 này, còn đang tê tay này. Tê tay lắm luôn bởi vì nó khỏe lắm các bác. Rung lát nền cho em, một bộ gồm một thân máy, 2 pin 4 xe, 1 sạc, mà giá có 900 ngàn là bên em bao phí hết luôn. Nhận hàng em kiểm tra hàng thoải mái cho em nhé. Ngoài ra thì em còn rất là nhiều những mã từ DCA, Dicton rồi là Hukan các kiểu. Đây, à đây con cưa gập này, cưa gập này, cưa gập giá sale 70 ngàn cho em. Ổ cắm phích cắm, ổ cắm 2, à, ổ cắm 5 lỗ này 45 ngàn, phích cắm 20 ngàn cho em. Ổ cắm thì có 3 lỗ này, có 5 lỗ này, 3 lỗ có báo đèn, 5 lỗ thì không có báo đèn anh em nhớ. Rồi là những cái đĩa xích tròn, chuyển máy mài thành phay phá gỗ đa năng, 70 ngàn cho em anh em nhé, 70 ngàn. Lam xích dài cũng 70, à lam xích dài 180 ngàn, 180 ngàn cho em nhé. Tiếp lên cho em này, tiếp lên cho em cái mã máy khoan. Mã máy khoan điện mà xài bao công trình luôn, từ anh em thợ đến các bác đi làm công trình. Khoan điện đầu kẹp 13 ly của Dicton, mã là DKID710B, có chức năng khoan sắt khoan gỗ và có chức năng búa để hỗ trợ anh em khoan tường. Con này công suất của nó 710W luôn, bán con này em bán quá trời luôn anh em ạ. Rồi, vòng tua từ 0 đến 2800 vòng, đầu kẹp 13 ly, các bác dùng để gọi là các gạt đảo chiều này, xoay điều chỉnh tốc độ. Mà giá thì tay nghe nhà mình có 580 ngàn thôi anh em nhớ, 580 ngàn. Hàng công ty, hàng chính hãng, bảo hành cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc luôn các bác ạ. Tất cả các mã sản phẩm ngày hôm nay sale rẻ, nói chung là sale giá này thì khá là rẻ luôn anh em ạ, cực kỳ rẻ luôn. Nên là anh em có nhu cầu mã mặt hàng nào, các bác có thể là các bác gọi điện trực tiếp cho em qua các đầu số em để trên màn hình, đó là 0929 826 628 hoặc 0982 826 628. Cửa hàng em ở tại Lý Nhân Hà Nam, nên là anh em nào gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng xem hàng, test hàng, mua hàng anh em nhé. Các bác quan tâm bên em thì có thể là đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để anh em có thể cập nhật những video clip mới nhất này. Rồi, tất cả các số điện thoại bên em, anh em có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Và em xin chào tạm biệt tất cả các anh em ạ.